Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh một số người có ý thức trong việc phòng dịch thì còn nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên lơ là đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người. Ngày 25 tháng 3, Ủy ban Nhân dân phường Hiến Nam thông báo với anh Phạm Anh Trung làm việc tại công ty Minh Trang có địa chỉ ở 43 Phạm Hùng Thái, phường Hiến Nam đã tiếp xúc với bệnh nhân 133 là mẹ anh Trung. Hiện anh Trung đã được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. Ủy ban Nhân dân phường Hiến Nam đã chỉ đạo phun khử trùng xung quanh khu vực quán cà phê Phúc và yêu cầu 18 người trong công ty và 12 người tiếp xúc với anh Trung ở quán cà phê Phúc phải cách ly tại chỗ. Trước diễn biến phức tạp trên, người dân cần nâng cao ý thức phòng dịch. Tuy vậy, đây là hình ảnh mới nhất chúng tôi ghi nhận tại chợ Phố Hiến. Là ngày Tết Hàn Thực mùng 3 tháng 3 nên việc trao đổi mua bán tại chợ cũng đông hơn ngày thường. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng một số người dân còn chưa tự bảo vệ mình bằng việc làm đơn giản nhất, đó là đeo khẩu trang. Tôi đi ra đường tôi phải đeo khẩu trang, vẫn đeo ở xe kìa, hôm nay cũng quên mất. Tôi cũng có cái khẩu trang đeo đó nhưng mà vừa mới vào đến chợ là mới bỏ ra. Ngày 16 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng, tập trung đông người để phòng chống bệnh hiệu quả. Ghi nhận của phóng viên tại chợ, một số quán nước gần điểm chờ xe buýt, nơi xe ôm đón khách và khu vực sân bệnh viện, họ vẫn vô tư nói chuyện mà không hề đeo khẩu trang. Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tại nơi đông người, đặc biệt chợ búa, cuộc họp hội nghị, kể cả trường học là cũng bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thế thì cái ý nghĩa của nó là để phòng chống vấn đề đến COVID-19 này, khi mà biết đâu các cái vùng dịch hoặc vùng không dịch, hoặc trong vùng, trong số những người tập trung đông người đó có người bị nhiễm trong thời kỳ của bệnh cũng có thể lây sang người bên cạnh. Thế thì đeo khẩu trang là thứ nhất là nó tránh được vấn đề cái ho hắt hơi trực tiếp, đặc biệt là trực tiếp các giọt bắn vào thì đã có lớp khẩu trang bảo vệ cái giọt bắn của người ta khi mà ho mạnh nhất. Theo điều tra là ho hắt hơi mạnh nhất những người khỏe thì tầm 4,5 mét, thế còn trung bình là 2,5 mét đến 2 mét. Thế nên đeo khẩu trang là cái việc rất cần thiết trong phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Trong khi bài học về việc 12 người tiếp xúc với anh Trung ở quán cà phê Phúc đang phải cách ly vẫn còn đó, tại thời điểm này, người dân cần ý thức cao hơn, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ chính mình và cộng đồng.